Chào các em. Hôm nay thầy hướng dẫn các em giải đề số 5, đề thi giữa kỳ 2 môn toán lớp 6. Phần số 1, trắc nghiệm. Câu 1, số nghịch đảo của -5 phần 6 là. Thì chúng ta nhớ này. Số nghịch đảo của A phần B là số nghịch đảo của A phần B là gì? Là B phần A, thấy không? Lật lại thôi. Chẳng hạn số nghịch đảo của 2 là 1/2. Vậy số nghịch đảo của mấy? Của -5/6 chính là bằng 6/5, thì vô trừ nữa là -6/5. Vậy thì chúng ta để ý nè, tử là -5, mão là 6, do đó thì cái này là B là sai rồi. Tương tự cái này là tử là âm, mão là âm thì nhân chia nhau nó sẽ dương, sai luôn. Đáp án D là -6 chia -5 cũng dương, sai luôn. Vậy đáp án đúng ở đây chính là đáp án C, thấy không? 6 chia cho -5 chính là bằng -6/5. Vậy câu 1 chọn C. Câu 2, số đối của số -7/13. Thì chúng ta nhớ là số đối của A phần B là trừ A phần B, được không? Vậy số đối của -7/13 chính là 7/13 thôi. Vậy câu 2 chọn đáp án B. Câu 2 chọn B. Câu số 3, trong các cách viết sau đây, cách viết nào không cho ta phân số? Thì chúng ta nhớ này, phân số thì có dạng A phần B, trong đó thì AB thuộc giấy, giấy chính là số nguyên á, và nhớ là mão khác không, B khác không. Vậy thì chúng ta quan sát bốn đáp án ABCD, thì đáp án D, đáp án gì đây? Đáp án A này, tử là 1,2 là không phải số nguyên rồi, số tập phân nè, loạn rồi nha. Vậy thì cái này không phải là phân số. Vậy câu 3 chọn A. Câu 4 là 3/4 của 60. Thì chúng ta nhớ là m/n của A là gì đây? Sẽ là m/n nhân A. Ok chưa? Vậy là 3/4 của 60 thì chúng ta lấy 3/4 nhân 60. Là 3/4 nhân 60. 60 chia 4 bằng 15. 15 nhân 3 là bằng 45. Vậy là câu 4 chọn đáp án C. Câu 5, tập hợp các ước dương của -10. Ước dương nha. Ước dương có nghĩa là ước của -10 đó là cộng -1, cộng -2, cộng -5, cộng -10. Nhưng mà ước dương thì là 1, 2, 5 thôi. 1, 2, 5, 10. Ước dương của nó là 1, 2, 5, 10. Vậy thì câu 5 này chọn đáp án gì đây? Đáp án C. Cái này chúng ta xóa cái thầy đi. Ước dương của 10 thôi. Được chưa? Ước dương của 10 cho dễ đi. Ước dương của số một số 10 thôi, bỏ trừ đi. Tập hợp các ước dương của 10 là 1 2 5 10. Câu 6. Nếu góc A có số đo bằng 150 độ. Cái này là độ hay độ C nha. Đây là độ thôi. Bỏ chữ C đi. Nếu góc A có số đo bằng 150 độ ta nói. Thì chúng ta nhớ này. Là góc nhọn á. Góc nhọn nha. Góc nhọn thì số đo của nó là lớn hơn 0 độ này. Bé hơn 90 độ. Góc tù này, góc tù thì góc tù thì lớn hơn 90 độ, bé hơn 180 độ. Góc vuông thì bằng 90 độ. Còn góc bẹt thì bằng 180 độ. Và chú ý này, góc nhọn thì lớn hơn 0 độ, bé hơn 90 độ, góc vuông là bằng 90 độ, góc tù là lớn hơn 90 độ, nhỏ 180 độ. Góc bẹt thì bằng 180 độ. Góc này là 150 độ thì lớn hơn bao nhiêu? Lớn hơn 90 độ, nhỏ hơn 180 độ. Nó chính là góc tù. Và góc A chính là góc tù thôi. Vậy câu 6 chọn A. Câu 7. Cho AB bằng 10 cm và M là trung điểm của AB thì mà AM bằng bao nhiêu? Nếu mà trung điểm AB thì đây AB đây. AB này.
Nếu mà trung điểm AB thì AM sẽ bằng gì? AB chia cho mấy? Cho 2. AB bằng 10, 10 chia 2 bằng 5, kết quả là bằng đáp án B là 5 cm. Câu 7 chọn B. Câu tiếp theo, câu số 8. Tỷ số phần trăm của 20 và 80 thì tỷ số phần trăm của hai số A và B là A chia B. Được không? Và tỷ số phần trăm của 20 và 80 thì nó sẽ là 20 phần 80. Rút gọn tử mẫu cho 20 thì còn 1 phần 4. 1 phần 4 chính là 0,25. 0,25 chính là 25 phần 100. Là bằng 25% á. Vậy câu 8 chọn D. Câu 9 cho B bằng 6 cm và điểm C nằm giữa A và B. Khi đó BC bằng 4 cm thì AC bằng bao nhiêu? AB đây. AB là cho bằng 6 cm đúng không? Rồi BC bằng 4 cm. Cái này 1 nè, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Thêm cái nữa là 6 đây. 4, 5, 6 rồi chưa? AB bằng 6 cm. BC bằng 4 đúng không? 1 nè. Điểm ngược lại ra 1, 2, 3, 4 chỗ này. Chỗ này chính là điểm C. BC bằng 4 cm. Mà AB bằng mấy? Bằng 6. Vậy thì cái đoạn AC sẽ bằng gì? Bằng mấy? 6 trừ 4 mấy? Bằng 2. Vậy thì AC bằng 2 cm. Vậy câu 9 chọn B thôi. Câu số 10. Nếu x chia trừ 2 bằng trừ 32 chia x thì x bằng bao nhiêu? Thì chúng ta nhớ là A phần B bằng C phần D thì sao đây? Chúng ta nhân chéo lên là A nhân D sẽ bằng gì? B nhân C. Vậy thì x chia trừ 2 bằng trừ 32 chia x thì nhân chéo lên được là x bình phương bằng trừ 32 nhân trừ 2 là bằng 64. Vậy là x bình phương bằng 64. 64 chính là tóm bình phương. X bình phương bằng tóm bình phương. Áp dụng công thức là A bình phương bằng B bình phương thì A bằng cộng trừ B. Vậy là x sẽ bằng cộng trừ 8. Vậy thì câu 10 đáp án đúng là đáp án C, tóm quạt trừ 8. Tiếp theo phần số 2, tự luận. Câu số 11, thực hiện phép tính, tính nhanh nếu có. Câu A là 4 phần 7 cộng 3 phần 4 cộng 2 phần 7 cộng 5 phần 4 cộng 1 phần 7. Để ý nè, 4 phần 7, 2 phần 7, 1 phần 7 thì 3 phân số này cùng mẫu. 3 phần 4, 5 phần 4 thì 2 phân số này cùng mẫu. Và chúng ta nhóm lại nè. Nhóm lại là 4 phần 7 nhóm với thằng 2 phần 7 nè. Nhóm với thằng 1 phần 7. Còn 3 phần 4 nhóm với thằng 5 phần 4. 3 phân số này là cùng mẫu là 7 rồi. Thì chúng ta lấy tử cộng lại với nhau. 4 cộng 2 là 6, 1 là 7. Và kết quả là bằng 7 phần 7 nè. Cộng tiếp cho cái này. Hai phân số này cùng mẫu, lấy tử cộng với nhau là 3 cộng 5 là 8, kết quả là 8 phần 4. 7 phần 7 là 1. 8 phần 4 là bằng 2, 1 cộng 2 bằng 3, kết quả bằng 3. Câu A bằng 3. Câu B. Trừ 5 phần 7 nhân cho 4 phần 13 cộng trừ 5 phần 7 nhân 9 phần 13 cộng 5 phần 7. Thì ba cái phân số này chúng ta để ý một tí là nó đều có là 5 phần 7 đúng không? Ba cái này là đều có 5 phần 7. Yeah. Và cái này chúng ta áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Đạt thì đây là ngoài. Đạt 5 phần 7 ra ngoài. Được không? Thì ở trong là còn gì đây? Còn trừ 4 phần 13. Cái này là còn nhiêu? Đạt 5 phần 7 ra ngoài thì còn trừ 9 phần 13. Đồng ý chưa? Còn cái này là còn 1. Rồi. Có nghĩa là chúng ta áp dụng công thức này. A nhân B cộng A nhân C cộng A nhân D á là bằng A nhân cho B cộng C cộng D. Đó công thức đó. Bằng 5 phần 7. Bên trong này là chúng ta thấy này. Trừ 4 phần 13 trừ 9 phần 13 thì hai con số là cùng mẫu rồi. Giữ mẫu lại là bao nhiêu? Là 13. Tử cộng lại với nhau là trừ 4 mà cộng cho trừ 9. Hay là trừ 4 trừ 9 là trừ 13. Là trừ 13 phần 13. Và tiếp tục bằng
Cái đây xuống nè, không đủ đâu. Trừ 3 phần 3 là bằng mấy? Bằng trừ 1, cộng 1 bằng 0 chưa? Và nó bằng 5 phần 7 nhân 0. Kết quả bằng 0. Câu C là trừ 1 phần 6 cộng trừ 5 phần 4 thì bằng gì đây? Hai cái này chưa cộng mẫu, mà muốn cộng hai phân số thì chúng ta phải quy đồng mẫu. Cộng phân số là cùng mẫu cộng được chưa? Vậy thì cái này sẽ là gì đây? Mẫu chung sẽ là 12. Mẫu chung là 12, cái này là cộng cho mẫu chung 12 luôn nha, cái này 12. Thì lấy mẫu mới chia mẫu cũ để tìm thừa số phụ, lấy mẫu mới chia mẫu cũ, lấy 12 chia cho 6 bằng 2, vậy 1 nhân trừ 1 nhân 2 chính là trừ 2 này. Lấy 12 chia 4 bằng 3, vậy là trừ 5 nhân 3 là trừ 15. Hai phân số này cùng mẫu rồi, mẫu là 12 lấy tử cộng lại với nhau này, là lấy trừ 2 cộng trừ 5, trừ 15 là trừ 17. Trừ 2 cộng trừ 15 là trừ 17, kết quả là trừ 17 phần 12. Câu 12. Tìm x biết, câu A là x trừ 2 phần 3 bằng 4 phần 3. X chính là số bị trừ, 2 phần 3 chính là số trừ, 4 phần 3 chính là hiệu. Muốn tìm số bị trừ là x đó, thì chúng ta lấy hiệu là 4 phần 3 này, cộng số trừ là 2 phần 3. Vậy là x sẽ bằng 4 phần 3 cộng cho 2 phần 3. Hai phân số này cùng mẫu chưa? Cùng mẫu rồi đúng không? Là 3. Lấy tử cộng lại với nhau là 6. Vậy là 6 phần 3 chính là bằng 2. X bằng 2. X bằng 2 nha. Câu B. 3 phần 4 trừ x bằng 0,35. Trước tiên chúng ta đổi là 0,35 là 3 phần 4. Vậy là 3 phần 4 nè, trừ cho x là bằng 3 phần 4. 3 phần 4 trừ x bằng 3 phần 4 thì 3 phần 4 này chính là số bị trừ, x chính là số trừ, 3 phần 4 này chính là hiệu. Muốn tìm số trừ đúng không, là x á, thì chúng ta lấy hiệu sau đây, lấy số bị trừ trừ hiệu. Vậy là x sẽ bằng 3 phần 4 này trừ cho 3 phần 4 bằng mấy? Bằng 0, x bằng 0. Câu C. 2x trừ cho hỗn số 1, 1 phần 4 bằng 2 phần 3 thì 2x sẽ bằng gì? Xin lỗi, cái này chúng ta sẽ làm gì? Trừ cái đã, đổi cái này về phân số, là lấy 1 nhân 4 cộng 1 là bằng 5 phần 4 bằng 2 phần 3, đúng chưa? Vậy là 2x sẽ bằng gì? Số bị trừ này là bằng hiệu cộng cho số trừ là bằng 2 phần 3 cộng cho 5 phần 4. Vậy là 2x bằng gì đây? Hai cái này quy đồng mẫu là 12, mẫu là 12 đúng chưa? Thì lấy 12 chia 3 bằng 4, 2 nhân lấy 12 chia cho 3 bằng 4 này, vậy 2 nhân 4 bằng 8. Rồi lấy 12 chia 4 bằng 3, vậy là 5 nhân 3 bằng 15. Vậy là 2x sẽ bằng gì đây? Hai phân số này cùng mẫu rồi. Giữ mẫu là 12 lấy tử cộng lại với nhau là 8 cộng 15 là bằng 23. Được chưa? Vậy là x sẽ bằng nhân đúng không? 2 nhân x bằng 23 phần 12 thì x sẽ bằng 23 phần 12 đem chia cho 2. Và 2 chính là 2 phần 1. Đồng ý chưa? Vậy là 23 phần 12 nhân nghịch đảo lại là 1 phần 2. Kết quả là bao nhiêu? Kết quả là x sẽ bằng là bao nhiêu? Là 23 phần 24. Được chưa? Quả là 23 phần 24. Câu D là 7 phần 5 cộng 5 phần 6 chia x bằng 5 phần 6. Vậy là chúng ta ghi là 7 phần 5 này. Xin lỗi. Chúng ta chuyển cái 7 phần 5 qua phải đi. Là 5 phần 6 chia cho x này là bằng 5 phần 6 trừ 7 phần 5. Vậy là 5 phần 6 chia x bằng, cái này mẫu chung là bao nhiêu? Mẫu chung là 30 đúng chưa? Mẫu chung là 30. Mẫu chung là 30 này, cái này là 30 luôn. Thì chúng ta lấy 30 chia 6 được 5, vậy 5 nhân 5 là 25. Lấy 30 chia cho 5 được 6, vậy 7 nhân 5, 7 nhân 6 là 42. Được chưa? 42, phải không? Và là 5 phần 6 chia x bằng, mẫu chung là 30 rồi. Lấy 25 trừ 42, lấy 42 trừ 25 là còn bao nhiêu? 42 mà trừ 25 là còn mười mấy? 17 đúng không? 17. Dấu số lớn là bằng trừ 17. Trừ 7 phần 30. Vậy là 5 phần 6 chia x bằng trừ 7 phần 30. X chính là số chia. 5 phần 6 chính là số bị chia. Còn trừ 7 phần 30 chính là thương. Vậy muốn tìm x là tìm số chia này. Thì chúng ta lấy là, lấy gì? Lấy số bị chia là 5 phần 6 này, đem chia cho thương.
là chia ra trừ 17 phần 30, đồng ý chưa? Vậy là x sẽ bằng 5 phần 6, chia hai phân số là giữ phân số đầu tiên lại, nhân đổ phân số thứ hai lên là nhân cho 30 phần 17 thì vô trừ đó. Thấy chưa? X sẽ bằng 30 này chia cho 6 bằng 5 chưa? Đúng không? 5 là trừ 5 á, trừ 30 chia 6 bằng trừ 5, trừ 5 nhân 5 là trừ 25, và trừ 25 phần 17. Ok chưa? Câu tiếp theo là câu số 13. Lớp 6A. Lớp 6A này. Lớp 6A có 48 học sinh gồm 3 loại giỏi, khá và trung bình. Số học sinh trung bình chiếm 5 phần 12 số học sinh cả lớp. Nhớ là số học sinh trung bình là chiếm 5 phần 12 số học sinh cả lớp. Số học sinh khá là chiếm 4 phần 7 số học sinh còn lại. Còn lại nghĩa là còn lại là lấy cái tổng này trừ cho cái số học sinh trung bình á, là còn lại là khá với giỏi á. Câu A là tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A. Câu B là tính tỷ số phần trăm của số học sinh giỏi với số học sinh cả lớp. Chúng ta làm câu A trước. Tính số học sinh mỗi loại. Ý thứ nhất là tính số học sinh trung bình trước. Số học sinh trung bình. Trung bình đúng chưa? Của lớp 6A là thì chúng ta lấy gì đây? 48 tổng sẽ là 48 này nhân cho 5 phần 12 là bằng 48 chia 12 được 4, 4 x 5 là 20 đơn vị là học sinh. Rồi tương tự là số học sinh gì đây? Số học sinh khá là bao nhiêu? Số học sinh khá thì chúng ta lấy là tổng là 48 này điểm trừ cho số học sinh trung bình là trừ cho 20, và nó chiếm 1 phần 4 phần 7 đúng không? Nhân thêm 4 phần 7 và 48 trừ cho 20 là còn 28. 28 nhân 4 phần 7 bao nhiêu? Tính máy cho nó nhanh này. 28 nhân cho 4 phần 7 là bằng 16 học sinh, đơn vị là học sinh. Rồi và là số học sinh trung bình, số học sinh trung bình rồi đúng không? Khá đúng không? Vậy giỏi thì bao nhiêu? Giỏi thì chúng ta lấy gì? Lấy 48 trừ cho khá với gì? Với trung bình. Vậy số học sinh giỏi sẽ là giỏi như vậy. Bao nhiêu đây? 48 này trừ cho 20 trừ thêm cho 16 nữa. 48 trừ 36 là còn 12 và là đơn vị là học sinh. Rồi. Vậy số học sinh khá là bao nhiêu? Số học sinh trung bình là 120 này. Khá là 10 10 mấy? À khá đây 10 mấy? 16 thì chưa ghi này. Bằng 16 nha, chỗ này ghi bằng 16 giùm. Bằng 16. Còn giỏi là 12. Câu B. Câu B là tỷ số phần trăm của số học sinh giỏi với số học sinh cả lớp. Tỷ số phần trăm của số học sinh, tỷ số phần trăm của số học sinh giỏi với số học sinh cả lớp với số học sinh cả lớp là gì đây? Thì giỏi là mình có bao nhiêu? Giỏi là bao nhiêu? Là 12, cả lớp là 48 và nhân cho 100%. Dạ. Tỷ số của hai số thì lấy hai số đó chia nhau nhân 100%. Vậy 12 chia 48 nhân 100 bao nhiêu? 12 chia 48 này đem nhân 100 thì nó bằng là 25%. Câu tiếp theo là câu số 14. Trên tia AX vẽ đoạn thẳng OAC bằng 6 cm, AB bằng 12 cm. Trước tiên vẽ hình trước nè.
Đây chính là tia x này, điểm A đây. X đây. Đó. AC bằng 6 cm. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai. Ui, dài quá. Rồi kéo dài luôn đi. X ngoài đây nha. X tốt ngoài đây luôn nè. Đó. AB thì 6 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chỗ này. Đây là AB nha. Điểm B này. Đó. AC. Điểm C. AC bằng 6 cm. AC bằng 6 cm, còn AB bao nhiêu? AB bằng 12 này. 7, 8, 9, 10, 11, 12 chỗ này. Đây chính là AB này. Thấy chưa? AC bằng 6 cm, AB bằng 12 cm. Chỗ này là AC bằng 6 cm này. Còn cái này là AB bằng bao nhiêu? Bằng 12 cm. Câu A. Trong 3 điểm ABC, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại vì sao? Trong 3 điểm ABC thì rõ ràng điểm C nằm giữa hai điểm A và B vì AC nó bé hơn AB. Trong 3 điểm ABC thì điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Vì sao đây? Vì AC bé hơn AB. Rõ ràng chưa? Có nghĩa là 6 cm thì bé hơn 12 cm. Câu B. Tính độ dài. Độ dài đoạn thẳng BC so sánh AC và BC. Mình biết là điểm điểm C nằm giữa A và B. Để cho đoạn AC rồi, cho B rồi. Mà C nằm giữa AB thì sao? Thì AC cộng cho CB nó bằng gì? AB. Vì điểm C nằm giữa hai điểm A và B này. Vì điểm C nằm giữa hai điểm A và B này. Nên như đây. Nên AC cộng cho CB bằng AB. AC là 6 cm. BC chính là CB. AB là 12 cm. Vậy thì BC sẽ bằng 12 trừ 6 là còn 6, đơn vị là cm. BC bằng 6 cm so sánh AC và BC. Thì chúng ta có là AC bằng BC. Rồi câu C. Điểm C có là trung điểm của AB không vì sao? Thì cái đoạn BC vừa tính xong là bạn 6 cm, đúng chưa? Mà điểm C nằm giữa hai điểm A và B. AC bằng BC bằng 6 cm có nghĩa là C cách đều hai điểm AB. Trả lời này, điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB vì xảy ra hai điều. Thứ nhất là điểm C nằm giữa hai điểm A và B, và thứ hai là điểm C cách đều hai điểm AB, có nghĩa là chúng ta có là AC bằng BC. Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB vì điểm C nằm giữa hai điểm A và B, và AC bằng BC có nghĩa là điểm C cách đều hai điểm A và B. Câu cuối cùng là câu số 15. Tính giá trị của biểu thức A bằng 4 chia 1 nhân 2 cộng 4 chia 2 nhân 3 cộng 4 chia 3 nhân 4 cộng chấm chấm cộng chấm 4 chia 2021 nhân 2022. Thì câu này chúng ta để ý một tí, chúng ta chỉ cần đặt bóng ra ngoài là câu này xong luôn. Rồi ta có này, ta có A bằng 4 chia cho 1 nhân 2
cộng cho 4 chia cho 2 nhân 3, cộng cho 4 kia chia cho 3 nhân 4 này, cộng 3 chấm, cộng cho 4 chia cho 2021 nhân 2022. Thì chúng ta để ý một tí là chúng ta làm được ngay. Đây, chúng ta để ý là 1 chia cho 1 nhân 2 á, là bằng 1 phần 1 trừ 1 phần 2. Ok chưa? 1 chia cho 2 nhân 3 là bằng 1 phần 2 trừ 1 phần 3. Đó. Và tương tự như vậy thì chúng ta có là 1 chia cho 2021 nhân 2022 là bằng 1 chia 2021 trừ 1 chia 2022. Và chúng ta chỉ cần đẹp bấu ra ngoài thôi. Đẹp bấu ra ngoài. Thì ở trong nó còn là 1 phần 1 nhân 2 cộng 1 phần 2 nhân 3 cộng 1 phần 3 nhân 4 cộng cho 3 chấm cộng cho 1 phần 2021 nhân 2022. Và cái này sẽ bằng 4 nhân cho bên trong này là 1 trừ 1 phần 2 này cộng 1 phần 2 trừ 1 phần 3 cộng 1 phần 3 trừ 1 phần 4 cộng cho 3 chấm cộng 1 phần 2021 trừ 1 phần 2022. Được chưa? Thì để ý nè, trừ 1 phần 2 mất chưa? Mất của 1 phần 2 chưa? Tương tự trừ 1 phần 3 mất 1 phần 3. Và tương tự thì chúng ta sẽ có được là trừ 1 phần 021 trừ 1 phần 2021 sẽ mất với 1 phần 2021, đúng không? Chỗ nó mất này. Thì nó còn lại cái đầu và cái cuối thôi. Bằng 4 nhân cho 1 trừ cho 1 phần 2022 thì bằng 4. Cái này là 1 chính là 2022 chia cho 2022 mà trừ 1 phần 2022 thì bằng gì đấy? Bằng 4 nè. Hai cái này cùng mẫu rồi, cái giữ mẫu lại là 2022 nè. 2022 trừ 1 chính là 2021. Vậy thì chúng ta lấy 4 chia cho 2021 bao nhiêu? 4 chia cho 2022 chứ, đúng không? Là bằng 2. Kết quả này là 4 nhân cho 2 phần 1011. Và nhân ra mấy đây? Nhân ra thì bằng mấy? 8. Phải không? À, nhân cho cái này chứ, tử là bằng 2021 chứ. Được chưa? Vậy là 4 nhân vô là mấy đây? Ô nhầm rồi. Bằng 2, đúng rồi, cái này bằng 2 nè. Bằng 2 phần 4 này, lấy 4 chia cho 2022 là bằng 2 phần 2 phần 1011. Rồi nhân tiếp cho 2021 thì bao nhiêu đây? Kết quả là bằng như đây. Bằng 4 nè. 40 42 4042 phần 1011. Được chưa? Bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở bài giảng tiếp theo. Chào tạm biệt các em.